mến chào tất cả quý vị và các bạn thưa các bạn video của tuần này sẽ đặc biệt dành cho những bạn nào cảm thấy mình giao tiếp chưa tốt và cái cảm giác thường trực là thấy mình nói chuyện hay cứng họng lắm đúng không nhiều khi thấy kỳ luôn đó mà không biết trốn sao luôn á đúng không và dĩ nhiên bạn muốn tìm một cái giải pháp để cải thiện cái sự giao tiếp của mình một cách đơn giản và giải pháp đó nó cũng không có cần màu mè và coi xong một lần có thể làm được liền thì nó nằm ở cái bài này bây giờ hãy tìm hiểu cách để vượt qua nỗi sợ giao tiếp giờ và có thể nói chuyện một cách tốt hơn tốt hơn và tốt hơn ngay bây giờ các bạn nghe chú ý một lỗi quan trọng trước khi vào nội dung của phương pháp này thì tôi muốn nói một chút xíu về một cái lỗi mà tôi cho rằng mình nhận ra cái lỗi này nó còn quan trọng hơn cả cái việc ứng dụng phương pháp mà tôi sẽ chỉ các bạn trong bữa nay luôn á tại vì cái lỗi này nó kìm hãm chúng ta và nó làm chúng ta nói chuyện rất dở mà nhiều khi mình lại nghĩ cái lỗi này là hay nữa các bạn tôi biết là rất nhiều người trong các bạn nghĩ cái lỗi này là hay là một lợi thế là một điểm cộng nhưng mà trong mắt người khác nó lại là một điểm trừ cái lỗi đó là cái gì rất nhiều người trong chúng ta thích mọi người nghĩ mình là một người hiền ít nói, khi mà nghĩ tới cái viễn cảnh là người khác nhận xét mình, ừ trời ơi hiền quá à, nhìn như cục bột vậy đó, ít nói này nọ, người ta sẽ nghĩ mình khiêm tốn, người ta sẽ nghĩ mình dễ thương này nọ. Thực ra cái cảm giác đó chỉ đúng với những người đã hiểu mình rồi, còn với những người mà lần đầu tiên gặp mình, họ nhìn vào cái việc im lặng của mình họ nhìn vào cái sự rụt rè của mình, họ nhìn vào cái việc mà mình ít nói, họ không có ấn tượng và nói thẳng ra như vậy là giao tiếp giờ đó, nên đừng có định vị bản thân mình đặc biệt trong các cuộc gặp mới với những cái va chạm với những cái tiếp xúc và nói chuyện giao tiếp ở xã hội này, đừng có định vị mình là một người kiểu như hiền ngồi im du như cục bột thí dụ vậy, đừng, đừng định vị như vậy. Vì cái tính cách như vậy nó phá hỏng một cái cuộc giao tiếp, các bạn tưởng tượng lần đầu tiên bạn gặp một người nào đó, có thể bạn gặp sếp, bạn gặp một người phỏng vấn, bạn gặp người yêu bạn gặp một người bạn thích bạn tới đó bạn ngồi bạn cười hì 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 rồi bắt đầu không biết nói gì hết thì làm sao người ta đánh giá cao các bạn được và thực ra chính các bạn cũng vẫn thích được nói chuyện với những người có năng lượng tích cực với những người hài hước với những người làm các bạn vui vẻ hay ít nhất là nói chuyện với một người có thể nói được tức là mình nói xong tới người ta nói cuộc nói chuyện càng lúc càng trở nên hào hứng cuộc nói chuyện càng lúc càng trở nên sôi nổi chúng ta nói nhiều hơn chúng ta nghe nhiều hơn chúng ta hiểu về nhau hơn thì cái đó mới là cái kiểu nói chuyện mà tất cả chúng ta đều hướng tới nếu được bỏ luôn đi đừng có ham những cái kiểu như là người khác sẽ nghĩ mình hiền lắm người khác sẽ nghĩ mình là như cục bột vậy người khác sẽ thấy mình im rồi mình tự sướng trong đầu mình ư ừ, tính tôi tốt lắm chẳng qua tôi ít nói thôi em hơi hơi ít nói em hơi ngại mong anh chị thông cảm thì nói kiểu như vậy đối phương lúc nào họ cũng sẽ muốn tìm tới những người tốt hơn mình để nói chuyện hết. Người ta không thèm nói chuyện với mình nên đó là một tình trạng của cái việc dở giao tiếp nhé. Mình phải bỏ cái đó và đương nhiên đừng lo. Vậy thì phải làm sao để không rơi vào cái tình trạng gặp người khác ngồi im du im ri như cục bột. Không có ai thích chơi với cục bột đâu các bạn. Thế thì, mình sẽ nói trong bài kỳ này một kỹ thuật, một phương pháp đơn giản dễ ứng dụng để chúng ta có thể nói chuyện được, thậm chí là nói chuyện nó dài phải gọi là bạn thích kéo dài cái cuộc giao tiếp đó tới bao lâu thì kéo, thực sự nói chuyện khi nào mệt thì về thôi chứ không bao giờ gặp cái chuyện mà kiểu như là nói tới khúc nữa chừng không biết nói gì nữa luôn. Đó cũng là kinh nghiệm, đó cũng là bí quyết nha. Bây giờ mình vô liền phần phương pháp kéo dài cuộc giao tiếp đây là phần thực hành và cả thị phạm luôn, chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp để có thể nói chuyện và không sợ bị người khác đánh giá mình là nói dở nữa, không sợ người khác đánh giá mình là không biết nói chuyện được, không sợ người khác đánh giá mình là trời ơi, nhìn mặt mày sáng láng mà sao nói chuyện chán phèo à? Nói chuyện với bạn thì thiếu gì chỗ vui hơn mà tôi gặp bạn làm gì, kiểu vậy, thế thì cái phương pháp trong cái bài kỳ này tôi tạm gọi là phương pháp ba chủ đề chắc ăn, tức là trong tất cả các cuộc giao tiếp khi mà tôi để ý tôi thấy là có ba cái chủ đề mà mình nói về cái chủ đề đó thì sẽ luôn có chuyện khác để nói tiếp sẽ luôn có cái sự kéo dài nội dung giao tiếp để nối tiếp và sẽ luôn kích thích cái sự hào hứng của người khác người đối diện để mình nói đó là ba chủ đề mà tôi cho rằng với bản thân tôi lúc nào nó cũng hiệu quả bạn gặp người mới bạn gặp người cũ người lần đầu tiên bạn gặp luôn người trẻ hơn bạn người già hơn bạn không quan trọng nói về ba chủ đề này chắc chắn người ta sẽ hồi đáp lại có một cái điều này tôi nhắc các bạn trước khi mà chúng ta khui ra ba cái chủ đề mà chúng ta sử dụng để giao tiếp nó luôn hiệu quả thì có một điều cần nhớ tất cả những cái kiểu nói chuyện này mà tôi sẽ bật mí với các bạn tôi sẽ thị phạm với các bạn á thì phải nhớ là chúng ta phải chuẩn bị trước ở nhà chứ không đợi tới khi mà gặp người đó mới bắt đầu thực hành người ta nói là mình phải luyện tập thì nó mới nhuần nhuyễn chứ mình phải chuẩn bị ở nhà và thực ra đó cái việc mà phân loại giữa một người giỏi và một người dở trong một cái kiến thức thực hành nào đó hầu như bây giờ chúng ta chỉ phân loại thông qua cái gì các bạn thông qua sự chuẩn bị thôi một người chuẩn bị một cái điều gì đó có nghĩa là họ coi trọng cái điều họ muốn giỏi cái điều đó họ tham vọng cái điều đó còn cái người mà đợi tới khi mà nó xảy ra rồi mới bắt đầu thử thử mới bắt đầu áp dụng chơi chơi vài cái kiến thức thậm chí là nhớ trước quên sau luôn á thì với những cái người mà nước tới chân mới nhảy như vậy thì chỉ xứng đáng nhận lại những cái kết quả cũng chơi chơi thôi nên nếu bạn có tham vọng muốn trở thành một người giao tiếp tốt gây ấn tượng tốt với người khác được người khác yêu quý và được người khác mang cho những cơ hội nếu họ có tại vì tôi nói cái điều này rất nhiều lần rồi ví dụ bạn là một người xếp đi bạn là một người có một vị trí nào đó và bạn đang cần một người làm một cái job nào đó một cái công việc nào đó bạn có một cái cơ hội nào đó mà bạn muốn chia sẻ cho người khác thì bạn sẽ chia sẻ nó cho ai bạn sẽ luôn chia sẻ nó với người bạn quý mến đúng không Ví dụ bạn là trưởng phòng mà bây giờ có một cái chức phó phòng, bạn sẽ giao cái chức phó phòng này cho ai? Giao cho cái đứa nào bạn quý nhất, thế thì làm sao bạn nhận ra một người mà bạn sẽ quý nhất thì rõ ràng một trong những tiêu chí quan trọng là ở, cái thằng này nói chuyện dễ thương, cái thằng này giao tiếp tốt, mình nói chuyện, với cái thằng này mình cảm thấy rất thoải mái, thành ra mình thương nó, mình muốn giao cho nó cái việc này, đúng không? Nên giao tiếp tốt nó cũng mang lại rất nhiều cơ hội là như vậy đó. Và giao tiếp giờ thì đừng hỏi tại sao mà mình giỏi chuyên môn mà không ai cho mình một cái cơ hội nào cả tại vì nói chuyện với bạn quá chán và chính bản thân bạn cũng vậy thôi, bạn không muốn nói chuyện với một người chán bạn. Nhớ cái điều này nha tất cả những gì với các bạn bây giờ là các bạn cần chuẩn bị trước ở nhà, trước khi gặp một người nào đó mà thực ra cái sự chuẩn bị này cũng rất là đơn giản thôi mình ngồi mình ngắm nghĩ chút xíu mình ngồi trên tiên mình nghĩ về cái việc đó, thậm chí mình lầm bầm mình lầm bầm vài cái câu giao tiếp đơn giản là mình có thể cầm đi chinh chiến rồi, nó không phải là quá khó đâu nha, ok, bây giờ mình sẽ vào phần thực hành. Dây là chủ đề số 1, để chúng ta khi mà gặp một người nào đó chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta giao tiếp với họ thì chúng ta sẽ luôn biết để họ trả lời lại cho chúng ta. Bây giờ cần phải có một hoàn cảnh để mình thực hành cái điều này và tôi sẽ làm một cái hoàn cảnh nó hơi khó với các bạn luôn, là giả sử tôi mới 23 tuổi đi và tôi gặp một người lớn tuổi hơn mình, nhiều tiền hơn mình, thành công hơn mình, quyền lực hơn mình, gặp là rén. Phải cho một cái chủ đề nó khó như vậy ha, Ví dụ tôi 23 tuổi tôi gặp một người là chị Lan, chỉ là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn. Thí dụ tôi 23 chỉ 38 là chỉ hơn tôi 13 tuổi mà các bạn biết mà phụ nữ quyền lực giàu có mình chỉ nghĩ tới cái việc nói chuyện với chị thôi là mình đã dén rồi. Vậy thì hoàn cảnh mình gặp chị Lan làm sao? Tôi đi đánh cầu lông thì trong một cái buổi đánh cầu lông đó vô tình quen chị thông qua những bạn đánh chung với mình tôi cũng sáng láng thì chị cũng muốn gặp cà phê cà pháo nói chuyện chơi cho vui. Thực ra các bạn biết là những người thành công thì họ nắm bắt mối quan hệ, họ tạo ra những cái cuộc gặp, cuộc hẹn nhiều lắm nên đây cũng chẳng phải là câu chuyện của tình cảm cá nhân gì cả và đó là một cái thói quen trong mối quan hệ của họ ha. Thế thì chỉ mời tôi một cái buổi cà phê kiểu vậy, thì tôi cũng rất là thích nói chuyện qua lại với người thành công, thế là mình đồng ý thôi. Nhưng mà sau cái sự đồng ý đó là cái sự dung thế thì mình phải chuẩn bị trước ở nhà trong việc ngày mai gặp chị mình phải nói cái gì đây đây là cái kiểu chủ đề đầu tiên mà mình cần nói đó là nói về những thứ mà tất cả chúng ta đều biết đó là cái chủ đề đầu tiên mà các bạn có thể nói các bạn có thể khai thác khi gặp người lần đầu tiên gặp hay là một người lần đầu tiên chúng ta gặp ở cái mức độ gọi là ngồi gần như vậy luôn á chứ không phải là trong một nhóm hay là trong một đám đông nào cả gặp kiểu riêng thì này hãy nói về những chủ đề mà bạn và người đó cùng biết điều này rất quan trọng mình nói về cái đó thì họ cũng sẽ trả lời được và họ hỏi ngược lại về cái đó thì mình cũng trả lời được và nói về những cái chuyện mà tất cả đều biết thì cái kiểu nói nó cũng thoải mái cái kiểu hỏi nó cũng thoải mái cái kiểu trả lời nó cũng thoải mái nhưng mà đương nhiên tất cả các bạn sẽ hỏi là thế cái chuyện tất cả chúng ta đều biết là cái gì đúng không thế thì chúng ta sẽ kể ra thử coi ví dụ như hẹn gặp ở một cái quán cà phê nào đó thì chúng ta đều biết về cái quán cà phê đó vì chúng ta tất cả đều thấy mà bạn vô cái quán cà phê nào đó bạn thấy không khí bạn thấy trang trí này nọ mình có thể nói về chuyện đó thứ mà tất cả chúng ta đều biết hoặc ví dụ như bây giờ đang là mùa mưa đi thì cái chủ đề mùa mưa cũng đáp ứng vô được cái nhóm này thứ tất cả chúng ta đều biết rồi một tin tức nào đó đang phổ biến một kỷ niệm nào đó đã trải qua chung chẳng hạn trận lông tuần rồi chẳng hạn Tất cả chúng ta đều biết chúng ta hoàn toàn có thể nói về cái việc đó ở nhà trước thôi, nhưng mà khi mà tôi tập sau là ngày mai tôi nói chuyện y chang vậy thí dụ mình nói về có nhiều quán cà phê, mình tìm hiểu trước quán cà phê đó ở nhà lên google maps nhìn mình thấy đẹp đúng không thì bây giờ ở nhà mình thấy đẹp ngày mai mình tới mình cũng khen thấy đẹp đấy thì bây giờ có cái để nói rồi đó đúng không thế thì khi mà mình muốn nói một cái quán cà phê nào đó đẹp với một người nào đó thì thường các bạn sẽ nói theo cái kiểu mà rất là giống trong sách mà tôi thấy cái giờ nhất của giao tiếp là đại đa số sách giao tiếp là sách từ tiếng anh và họ dịch ra tiếng việt cái kiểu nói là nó đã sượng sượng rồi mà nó lại là văn viết nữa các bạn tôi biết trong trường hợp này nhiều người sẽ nói vậy nè quán cà phê này đẹp chị ha chị có hay ghé quán này không thực ra cũng có cái ý để nói đó nhưng mà các bạn thấy là nó rất là cứng và rất là sượng nhiều khi nghe nói câu này mà cái giọng run run nữa là người ta không có cảm tình rồi thế thì cái này là không phải là trong cái bài này nhưng mà sẵn tiện tôi nhớ tôi cũng nhắc các bạn luôn khi mình đọc sách về giao tiếp mình phải nhìn xem cái lời mà người ta thị phạm ở trong cái cuốn sách đó mình đọc lên thử coi nghe nó có kỳ không nếu mà nghe nó kỳ thì mình phải chuyển nó thành cái ngôn ngữ mà mình nói bình thường Cốt yếu vẫn là tự nhiên, thế thì trong cái tình huống này tôi là tôi hay sử dụng cái công thức làm vậy nè. Ủa chị, rồi tới câu hỏi. Vậy thôi là nó sẽ ra cái kiểu tự nhiên hơn. Ví dụ trong tình huống này các bạn có thể copy lại cái cấu trúc này của tôi ha. Tôi hay nói là, ví dụ như, ủa chị sao kiếm được quán hay vậy quá ấn tượng luôn, quá đẹp luôn. Thí dụ vậy, các bạn thấy không chắc chắn là nó không sượn nên cái kiểu hỏi của tôi là tôi hay hỏi cái này lắm, mình bước vô mình chào. Hello chị, ủa chị sao chị kiếm được cái quán này hay vậy? Quá đẹp luôn, quá ấn tượng luôn. Đó là mình thấy mình đang nói về chủ đề gì? Chủ đề tất cả đều biết nhưng mà chưa hết mình nói bằng một cái cấu trúc thuần về nói, vô cùng tự nhiên, vô cùng thoải mái. Thực ra có cái điều này tôi cũng chỉ các bạn luôn, các bạn xem những cái game sâu, thực ra nó cũng có cái giá trị học ở trong đó. Bạn để ý những cái cách người ta nói, những cái cấu trúc người ta hay nói, ghi lại các bạn bây giờ ta nói cái màn hình đôi khi nó làm cái trường đại học hay là nó là một cái trung tâm giải trí là tùy thuộc vào mình hết bạn xem cái đó bạn thấy hay hãy ghi lại và ứng dụng nó trong đời sống nó rất là tự nhiên bạn sẽ nói hay như là mc truyền hình luôn á à. quan trọng là mình quyết định ha thì các bạn tưởng tượng xem mình đã mở đầu được bằng một cái chủ đề mà tất cả chúng ta đều biết và tạo ra được cái không khí rồi và sau khi mình mở đầu được thì hãy nhớ giùm tôi cái cô thần chú đó là gì liên kết liên kết liên kết và liên kết. Nhớ dùng cái câu này nha sau khi nói một cái chủ đề mà tất cả chúng ta đều biết hãy làm ơn liên kết, liên kết, liên kết, có nghĩa là hãy bám theo cái mạch nói chuyện đó dựa trên tất cả những gì liên kết và cứ thế mà nói. Thôi, nhìn vậy thôi chứ nó không khó đâu các bạn, quay trở lại câu hỏi tôi sẽ kéo dài cái cuộc nói chuyện này càng lâu càng tốt cho các bạn thấy nè. Ủa chị sao kiếm được quán này hay dữ vậy, quá đẹp luôn, thế thì bà chị bà có thể nói lại là chị cũng vô tình chị thấy cái này thấy cũng thích đó, thí dụ vậy thì bây giờ mình nói tiếp cái gì mình đưa mắt lên mình dòm 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 các bạn đâu phải trả lời liền đâu nhưng mà các bạn phải hướng trong đầu mình là ok liên kết liên kết và liên kết hãy nói tiếp về cái chủ đề này hãy nói cái gì liên quan tới chủ đề này và nó có thật thì càng tốt nhìn qua xung quanh thì thấy ai cái quán nó phong cách kiểu cũ kiểu cổ cổ hồi xưa thì bạn có thể nói tiếp là công nhận đẹp hình như cái quán này là cái kiểu phong cách nó quê quê hồi xưa đúng không chị Bàn ghế đồ y chang như cái lúc mà nhà bà nội em ở quê cái bàn y trang luôn đó các bạn thấy không kéo dài ra thêm một cái và đây hoàn toàn sự thật mình nhìn sao mình nói vậy và lại thêm một cái cấu trúc nói nữa bản thân tôi rất là thích nói cái cấu trúc là hình như kèm theo đó là cái gì đó hình như kèm kèm theo đó tại vì cấu trúc này là cấu trúc mà tôi để ý là hồi xưa còn nhỏ là mọi người hay nói lắm nghe nó dân dã nó quê quê nhưng mà nó dễ thương lắm hình như là cái kiểu của cái quán này là nó cái phong cách là quê quê hồi xưa đúng không chị tại vì cái bàn ghế này là y chang trong nhà nổi em hồi xưa em em thấy y chang luôn đó mình kéo dài hết 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 mức đúng không và liên kết, liên kết và liên kết thì khi mình nói như vậy thì có thể người ta sẽ trả lời, ừ đúng rồi chị cũng thích cái kiểu này chắc chị già, chị là người hoài cổ đúng không? Thí dụ vậy thậm chí là với những trường hợp mà người ta hỏi ngược lại mình, người ta thấy là mình mới nói tới cái chuyện mà ừ sao giống bàn ghế ở nhà nội em quá thì có thể là bà sẽ hỏi là ủa vậy nhà nội em ở đâu? thì bây giờ là liên kết liên kết liên kết liên kết người ta hỏi cái gì mình bám theo cái sự liên kết đó và mình trả lời mình nói là dạ quê nội em ở buôn mê thuật thí dụ vậy hoặc là quê nội em ở tây ninh thí dụ vậy đâu nói đó đúng không thế thì khi mình trả lời là dạ quê nội em ở tây ninh chẳng hạn thì giờ nói gì tiếp lại liên kết liên kết liên kết liên kết mình coi coi nãy giờ chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi chúng ta đã tương tác với nhau rồi có cái gì mà nó đã xảy ra rồi và mình muốn lấy cái đó mình nói không đúng không thì bây giờ mình chỉ cần để ý thôi các bạn tôi nói thiệt các bạn làm cái gì đi chăng nữa bạn để ý thôi để ý thôi là có chuyện để mình nói nó không hề quá phức tạp đâu bạn có thể hỏi là ủa vậy quê chị ở đâu chị lại là cái cấu trúc ủa chị nữa đúng không nhưng mà cái đó tôi thấy thường quá tôi sẽ hỏi là vậy cũng là cái thắc mắc ví dụ tôi sẽ nói là hình như là em nghe giọng của chị không giống chị là người miền trung đúng không chị các bạn thấy không lại có chuyện để nói tiếp có thể bạn trả lời ừ đúng rồi chị quê miền trung nhưng cũng sẽ có trường hợp bà trả lời là không phải chị người miền tây em ơi chị ở cần thơ thì lúc này sao liên kết liên kết liên kết có phải là mình vừa sai không mình vừa nói sai không mình vừa đoán sai không thì các bạn nói thật nha các bạn cũng nên chuẩn bị một cái cấu trúc để mình nhận lỗi khi mình nói sai cái này tia Ông giao tiếp quan trọng lắm các bạn hoàn toàn có thể copy câu sau các bạn thích thì các bạn cứ lấy theo cái kiểu nói này thì ví dụ trong trường hợp này mình đoán quê của người ta sai thì mình hoàn toàn có thể nhận ra trời đất em hố nặng luôn chị ủa mà sao em nghe sao ra giọng miền trung ta hôm nay lỗ tai em kém giữ vậy trời đó cái kiểu mà tôi hay nói còn nếu mà người đó mà nhỏ hơn tôi thì tôi sẽ nói trời ơi anh nghe sao mà ra giọng miền trung trời đây là cái kiểu nói các bạn và nó sẽ tự nhiên nó sẽ không theo sách theo vở thấy không thì có thể khi mình nói là trời em nghe làm sao mà ra giọng miền trung không lẽ khả năng cảm âm của em yếu dữ vậy trời thì có thể bạn sẽ cười tôi đoán là trong cái hoàn cảnh này người ta thường sẽ cười tại vì tôi ứng dụng cái này khá nhiều trong thực tế rồi đúng không thì mình lại liên kết tiếp khi người ta cười xong mình lại nói tiếp nói tiếng là ủa chị cần thơ mà có chỗ nào lạ lạ để mình tham quan không chị? Tại vì thường thường em tới đó là em đi chợ nổi không à, chứ em cũng không biết đi đâu, có chỗ nào lạ lạ không chị? Đó có thể bạn sẽ kể ra cái nơi lạ lạ thì mình lại liên kết liên kết, mình lại hỏi về cái việc đó mùa nào đẹp nhất, chỉ ví dụ bạn nói là cái cái địa điểm A đi mình nói là ủa mùa nào đẹp nhất chị, mình tới đó khoảng bao lâu chị? Nó đại khái vậy, mình cứ nói cứ nói cứ nói mà các bạn thấy không? khởi đầu của cái phần kỳ này á nó chỉ mới là một cái chủ đề nhỏ xíu ban đầu thôi là nói về thứ mà tất cả chúng ta đều biết đúng không? Nói về thứ mà tất cả chúng ta đều biết và sau khi nói xong rồi thì cứ liên kết, liên kết, căn cứ vào cái sự trả lời của người ta, căn cứ vào những gì mình thấy thắc mắc, căn cứ vào tất cả những cái sự liên kết những sự liên quan nào thì mình có thể nói rất là lâu, nói tới sáng cũng được và người ta sẽ đánh giá bạn là người thoải mái và thêm cái nữa nè các bạn biết cái tầm quan trọng của những cái câu hỏi kiểu này nó làm cho chúng ta nói được nó làm cho chúng ta thoải mái nó làm cho chúng ta nói chuyện trơn tru gần gũi mà các bạn để ý mà xem cái phiên bản nói chuyện nào của các bạn là cái phiên bản mà dễ thương và tốt nhất có phải là một phiên bản tự nhiên không tôi đảm bảo tất cả chúng ta không hề có vấn đề về giao tiếp nếu chúng ta nói chuyện với những người bạn thân của mình tại sao lúc đó chúng ta nói chuyện rất hay chúng ta nói chuyện rất tự tin rất tự nhiên với những người thân đúng không thì cái phiên bản tự nhiên là cái phiên bản dễ thương nhất và thu hút nhất của chúng ta thế thì, nhữ. Ừm cái câu hỏi kiểu này, những cái đoạn nói chuyện tưởng như là vô thường vô phạt như thế này nó làm cho mình thoải mái, nó làm cho mình chịu nói chịu cởi mở và rồi mình sẽ đi tới cái trạng thái nói chuyện tự nhiên và chúng ta có thể hoàn toàn nói được đúng không? Hoặc là bây giờ sẵn thị phạm với các bạn luôn để các bạn thấy là cái việc này không hề khó gì cả. Các bạn nhìn ra ngoài trời các bạn thấy trời chuẩn bị mưa rồi thì bây giờ là cái chủ đề trời chuẩn bị mưa nè, là cái để mình nói đó đúng không? nếu mình nói sao nhìn ra ngoài trời chỉ tay ra ngoài trời nói trời đen thui luôn chị ơi mấy nay mưa hoài luôn quá thiệt chứ mình chỉ cần nói đơn giản vậy thôi thì người ta sẽ đáp ứng lại ừ chỗ chị cũng mưa hoài luôn nên mình nói ủa vậy chỗ chị ở đâu chị đó lại có cái để nói thì bắt đầu liên kết liên kết liên kết và liên kết mình sẽ nói trời ơi chị có một lần em đi qua một cái đường ở dưới á chị cái đường nào mà em quên Nói chung là qua cầu Sài Gòn xíu rồi quẹo phải á Trời ơi nó ngập mà phải gọi là em em phải tháo cái dép ra em kẹp nách luôn á Ngại khủng khiếp luôn á Ấn tượng hoài tới giờ luôn chị Đó thì có thể người ta sẽ nói là Ờ đúng 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 Cái khu đó đó em Trời ơi mỗi lần mùa mưa làm ám ảnh luôn Thì mình lại có cái để mình nói nói tiếng nói tiếp kiểu vậy đó các bạn Hoặc là có thể nói về cái buổi cầu lông kiểu gì chị Ủa chị, chị có học đánh còn lông ở đâu không? Sao bữa em thấy chị đánh hay ta? chị phụ nữ mà chị đánh mạnh hơn em nữa. Em vô em đánh toàn là không nó bay như là dưỡng sinh luôn, nó bay vậy không chán thiệt chứ. Thí dụ vậy đúng không? Chúng ta sẽ nói được rất nhiều thứ và chốt lại cái phần số 1 này hãy nói về chủ đề mà tất cả chúng ta đều biết và sau khi nói xong rồi hãy nhớ câu thần chú liên kết liên kết liên kết ha. Hello các bạn đây là cái chủ đề thứ hai Để chúng ta có thể nói chuyện hay, nói hoài luôn khi nào chán thì về luôn các bạn gặp những người thú vị các bạn sẽ thấy là thời gian trôi nhanh lắm, nói hoài luôn không hết. Nhiều khi không muốn về nữa đó 4 giờ muốn về rồi đúng không, cứ nói hoài tới 5 giờ, nói là thôi 15 phút nữa thôi mình về. Các bạn có gặp trường hợp đó chưa? Rất nhiều luôn á nếu các bạn là người gặp gỡ người này người kia và nói thẳng luôn các bạn tôi là một người hướng nội nhưng bằng kỹ năng hãy tin tôi đi tất cả chúng ta đều có thể giao tiếp. Thế thì có một chủ đề thứ hai, gọi là chủ đề chắc cú ăn khi giao tiếp đó là chủ đề về chuyên môn của cái người đối diện đó. Các bạn trước khi mà gặp gỡ họ hãy cố gắng tìm hiểu họ đang làm cái gì và hãy sớt các tin tức sâu chuỗi lại các sự kiện gần đây xem có sự kiện nào liên quan tới họ hay không. Và mình nói về cái chuyện đó thì đây cũng là một cái mà người ta sẽ đánh giá rất là cao mình. Tại vì các bạn biết mà, bạn nghĩ mà xem một người khi đi làm một ngày làm bao nhiêu tiếng mình ngủ hết 8 tiếng rồi mình di chuyển qua, di chuyển lại ăn uống chắc cũng hết 3 đến 4 tiếng. Mấy cái chuyện lặt vặt, cà phê được cũng hết là 3 4 tiếng rồi, còn một chút thời gian cho gia đình. Thế thì 8 tiếng đồng hồ hơn là thời gian chúng ta đi làm nó chiếm một cái thời gian khủng khiếp như vậy, tức là rất nhiều tâm tư của chúng ta đặt vào công việc, đặt vào chuyên môn của mình và khi mà chúng ta xoáy vào cái câu chuyện chuyên môn, tức là chúng ta mở ra một cái suối nguồn, một cái kho đề tài để nói rất là nhiều và các bạn để ý xem chính các bạn nói về những nỗi niềm, nói về những bức xúc, nói về những câu chuyện đi làm đã chiếm nhiều lắm thế thì đó là một cái nơi tuyệt vời để mình nói chuyện và mình tin là cái chủ đề đó sẽ là chủ đề chắc ăn vậy thì mình nói về chuyện gì quay trở lại với câu chuyện của bà chị trưởng phòng nhân sự thì ví dụ trước khi gặp bà tôi tìm hiểu thôi xem gần đây có cái việc gì hay không có cái chủ đề gì hot hay không có một cái tin tức nào đó hay không tin nhân sự này nọ mình lướt vòng trên mạng chủ đích mình tìm hiểu sẽ ra thôi thế sau khi tìm hiểu thì tôi biết là trên mạng hiện tại đang có một cái clip mà nhân viên Gen Z nghỉ việc và xóa luôn Google Drive của những cái file đã làm trước đây. À lại có chuyện để nói rồi thì mình có thể nói tiếp mình là sử dụng công thức của chị hoặc là chị ơi ha. Tôi thích của chị, của chị mấy nay em thấy có cái clip mà nhân viên Gen Z mà rời công ty rồi xóa luôn cái dữ liệu Google Drive đó nó chị, đang dần dần bữa giờ nè, chị có coi không? Chị có coi chưa? Thí dụ vậy đây cũng là cái cấu trúc nói nha tôi nói rồi có những cái câu mà tôi nói nếu các bạn cảm thấy tự nhiên các bạn hoàn toàn có thể copy lại cái đó và các bạn xem truyền hình thực tế xem game show này nọ cái nào thấy người ta nói hay không quá lố một cái giọng bình thường đừng có lên giọng dữ dội quá thì các bạn hoàn toàn có thể ghi chép lại ha nó rất hữu ích tuy mình hỏi câu đó thì có thể họ nói nếu mà họ chưa biết thì họ sẽ trả lời là không, chị không biết, thì là cụ thể làm sao họ sẽ muốn biết thêm thì mình sẽ kể lại cụ thể ờ có cái bạn đó làm cái này, làm công ty này, rồi bạn nó xin nghỉ, rồi tới cái ngày bạn nghĩ bạn xóa luôn. Theo chị là động cơ sao mà bạn xóa dữ liệu như vậy thì chuyên môn của người ta mà, người ta sẽ nói một chàng cho bạn nghe luôn á. Còn trường hợp mà chỉ biết rồi thì mình hỏi tiếp là liên kết liên kết và liên kết mà hãy nhớ là khi mà nói xong rồi thì liên kết liên kết và liên kết, mà muốn tìm ra sự liên kết để mà mình vẫn đáp lại với lời nói của người ta đó thì mình bắt buộc phải biết nghe người ta nói, mình phải thực sự chăm chú nghe thì tự nhiên mình sẽ biết cách tìm ra cái mối liên kết à ha. Quay trở lại nếu mà họ nói là họ biết cái đó rồi thì mình hỏi là, ủa chị hồi giờ chị có gặp trường hợp nào như vậy chưa? thì lại có chuyện này nói nếu mà nói chưa đó thì mình sẽ lại liên kết mình nói là chắc là cũng hên là chưa, chứ mà gặp cái này nhiều cũng dối chị ha. Mình trăm công ngàn việc mà mình xử lý mấy cái này chắc cũng nhức đầu. Đó mình liên kết mình nói thêm nhưng mà trường hợp nếu họ nói là có rồi thì mình lại rơi vào cái sự tò mò. Bạn gặp rồi và mình muốn về cái sự việc đó thì mình hoàn toàn có thể hỏi hỏi tới. Mình hỏi tới làm sao rồi sự việc làm sao vậy. Đôi khi chỉ cần vậy thôi hoặc mình có thể nói dài hơn mình có thể nói dài hơn nữa. Ủa gặp luôn rồi hả chị, rồi rồi sao chị, đó tiếp tục liên kết liên kết nói tới mai. Chào các bạn đây là phần chủ đề thứ ba một cái chủ đề chúng ta có thể sử dụng trong giao tiếp và gần như là chắc ăn chắc thắng đó là cái gì chúng ta có thể nói về cái vấn đề mà người đối diện đang rất quan tâm thế thì làm sao để biết người đối diện đang rất quan tâm cái gì thứ nhất xét lại cái sự hiểu biết của mình về họ đó xem hiện tại họ đang thích cái gì hoặc là trách facebook trách mạng xã hội của họ xem họ quan tâm và hay đăng về cái gì đây là hai cái nguồn rất đáng tin cậy thí dụ bây giờ mới đánh cầu lông với bà này tức là bà thích đánh cầu lông rồi và bà không chỉ thích mà bà con đánh hay nữa thì mình hoàn toàn có thể hỏi về cái na ai à, thực ra nãy tôi hỏi rồi đó các bạn tự nhiên cái tôi đang nói tôi hứng qua cái tôi luôn cái phần cuối thì thực ra mình nói về cái việc mà người ta quan tâm ủa chị chị có học đánh cầu lông đâu không mà sao chị đánh hay quá chị đánh rất là lực nha còn y mầm cố em đánh mà sao nó cứ bay chậm chậm, chậm 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 à thí dụ vậy thì họ sẽ nói là ừ không chị không có học nhưng mà chị đi đánh đều 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 giết là nó nó quen thôi thì mình lại nhớ là liên kết liên kết và liên kết khi mà bà nói là chị đi đánh đều đều vậy giết làm quen mình có thể hỏi lìa vậy chị đánh được bao lâu rồi chị nhó đại khái vậy thì mình hoàn toàn có thể nói tiếp là em mới đánh được có 3 tháng à mà công nhận nhìn vậy thôi chứ môn này khó chị ha nhưng mà nói chung cũng vui khó cũng vui. Hy vọng là một ngày nào đó em nâng trình mình lên được để mà em làm trận riêng với chị coi đánh với tiền bối. Cái người hơn trình mình nó mới thú vị ví dụ vậy đó có nhiều cái để nói lắm hoặc là mình tìm hiểu Facebook của người đó và mình biết là người này có con quan trung tâm tiếng Việt mà chọn trường cho con ví dụ vậy mình có thể nói về chuyện đó nếu mà đã add friend từ trước rồi mình hoàn toàn có thể nói một cái status gần đây mà họ mới viết đúng không mình nói là bữa em thấy chị đăng cái hình mà chọn trường cho con công, công nhận em thấy cực thiệt chị chạy đôn chạy đáo bỏ công bỏ việc công nhận cũng đuối thiệt chị, đôi khi không cần là một câu hỏi trên một câu nhận xét bình thường vậy thôi thì họ sẽ trả lời lại và nếu họ thực sự đang quan tâm tới việc đó, bạn tin chắc đỏ sẽ trả lời rất nhiệt tình cái việc đó những cái câu hỏi kiểu mà tôi nói với các bạn đó từ đầu tới giờ thực ra nó là một cái việc mở cửa trái tim của người khác mình nói về cái chuyện mà họ và mình cùng biết mình nói về cái nghề nghiệp của họ mình nói về cái mà họ đang rất quan tâm thì tôi nói thật tỏ đã rất muốn nói về cái chủ đề đó rồi. Rick Tam bằng 02S dấu lớn với bất kỳ ai luôn các bạn. Điều quan trọng là nếu có người khơi nguồn, có người mở cửa chút xíu thôi thì họ sẽ tuôn trào những cái đó. Bạn yên tâm đi và rồi bạn sẽ rơi vào cái tình huống rất là sướng. Giờ tôi hỏi bạn giữa hỏi và nói cái nào khó hơn? Chắc chắn là nói khó hơn vì nói nhiều thì sẽ dễ mắc lỗi và nói nhiều thì sẽ dễ bị đánh giá. Nói nhiều thì sẽ dễ bị bí ý không biết nói cái gì, bạn tưởng tượng đi khi mà bạn moi móc được bạn khơi thông được cái tâm tư của người ta và cho người ta muốn nói về cái việc mà họ đang rất quan tâm thời điểm hiện tại thì chắc chắn một điều họ sẽ nói rất nhiều và đây là lợi thế của mình mình đưa mình vào cái lợi thế rất là sướng, thứ nhất họ nói rất nhiều có nghĩa là mình chăm chú mình lắng nghe mình có rất nhiều thông tin để có thể liên kết liên kết liên kết, liên kết và nói lại đồng thời mình vừa nói ít mình vừa sướng nhưng đồng thời người ta lại thích nói chuyện với mình và người ta khen mình nói hay mới ghê chứ tại vì sao họ gặp được một người quan tâm tới cái chuyện họ đang quan tâm và họ thấy thoải mái họ sẽ nói liên tục và mình cứ lắng nghe mình cứ hỏi tiếp lắng nghe hỏi tiếp và tôi nói hai tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt nên cái gì cũng vậy nó có mẹo nó có quy trình hết và giao tiếp cũng thế giả sử bà mấy nay bận kiếm trường chạy đôn chạy đáo cho con bà rất mệt bà rất cực và thậm chí bà có những bức xúc thì chắc chắn là người ta sẽ muốn nói những tâm tư của mình ra, có những thứ chỉ cần được hỏi thôi là người ta tuôn trào và tình huống này đích thị là như vậy. Bài cũng khá dài rồi, toàn là kinh nghiệm hết và là kinh nghiệm đã thành công hết các bạn. Đương nhiên nó sẽ thành công với người này và không thành công với người kia, nhưng chắc chắn là thành công đã thành công với người đang trình bày với các bạn bây giờ nè là tôi nên là chẳng mong gì hơn hy vọng cái bài này sẽ thực sự hữu ích và sẽ phụ được các bạn một cái phần nào đó trong cái hành trình đường đời của mình vì ai trong cuộc sống này ai cũng cần phải giao tiếp tốt hết và sẽ không ai thích nói chuyện với một cục bột đâu nên hãy đừng chọn là một cục bột mà hãy là một người thu hút về mặt trò chuyện về mặt giao tiếp chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ hoàn toàn lột xác với kỹ năng giao tiếp của mình cố gắng lên nhé